Samsung Galaxy chỉ là 17 tuổi mà thôi. Bỗng dưng nghe Izumi nói về lúc xong tôi tự nhiên hình dung trong đầu hình bóng con Rek'Sai, tôi không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà đột nhiên tôi hình dung tới hình bóng con Rek'Sai, tôi đã nghĩ lan man tới rất nhiều thứ khi nghe Izumi hình dung về việc là một người chơi kinh nghiệm, dẫn dắt mọi người, đã từng xoay quanh khu vực đường giữa. Tôi hình dung con Rek'Sai trong tay của Benji, liệu rằng nó có được xuất hiện trong trận đấu này hay không. Tôi đang nghĩ tới việc là trận đấu trước cả Ambition, cả Blank đã làm rất tốt việc xoay quanh khu vực đường giữa để giao tranh. Và trận đấu này, Benji nó càng khiến cho Ambition trở nên như thế hơn. Zyra bị cấm đi, Nidalee cũng đã bị cấm đi. Phía bên kia vẫn là Syndra. Và đừng bao giờ để hở ra Rai nữa. Đó là bài học mà Samsung Galaxy đã học được. Rất có thể sau trận đấu thứ 2. Và Ashe chăng? Ashe, tôi nghĩ đến Ashe nhưng nó là Kama. Thế như vậy phần nhiều là SKT sẽ cấm đi vị tướng này. Hoặc thôi bỏ qua cũng được. Phải cấm Ashe chứ. Nghĩ rằng phải cấm đi Ashe và để cho đối phương đánh Victor thôi. Rõ ràng chúng ta có thể thấy là Ashe không phải là một con bài mang đến chiến thắng. Kể cả trong trận đấu trước, Ashe không phải là một con bài mang đến chiến thắng, mà nó thậm chí là một cái điều gì đó khiến cho... Wow. Tại sao nhỉ? Thế tôi thấy rằng cái đóng góp của Crow với Abraham Son trong trận đấu thứ 3 khi mà Samsung Galaxy giành chiến thắng nó không phải là một cái dấu ấn quá mạnh. Hở ra Olaf và điều đó dẫn đến một vị tướng quen tay cho Ambition. Và nó đây sự trả thù ngọt ngào này, sự đặc biệt. Và khi tôi phải nói nếu một cái từ nó hơi hoa mỹ một tí, khi hoàng đế nổi giận, vậy thì anh ta sẽ lựa chọn Asia. Thật ra thì rõ ràng là với quỷ vương Faker thì khi nổi anh ta giận sẽ lên, lựa chọn Teemo. lại liên quan đến những cái quỷ vương gần đây đúng không? Nhưng thật ra mà nói, việc lựa chọn Victor này đang khiến cho Crow lúng túng. Thực sự là như vậy, cả Ashe cả Victor, những con bài rất lợi hại được lựa chọn. Nó vẫn hé mở ra Jin, nó vẫn còn đấy Jin. Dành cho Ruler, một vị tướng anh ta đã sử dụng rất tốt trong trận đấu trước luôn. Anh ta sẽ lựa chọn nó chăng? Nhưng đúng là khi mà Faker đưa ra Victor, tôi đang tự hỏi rằng sẽ là gì trong tay của Crow? Sẽ là Orianna chăng? Hay sẽ là Cassiopeia được xuất hiện trong trận đấu này? Thằng Ken đã khóa lại luôn. Ken cho vai trò hỗ trợ. Chiến thuật gì đây? Chiến thuật là Tam Ken lên khăn giải thuật. Đấy, một chiến thuật rất tuyệt vời. Thế Ashe, bạn nên lựa chọn Tam Ken. Thì thực ra, đó là điều mà chúng ta đã từng thấy ở giai đoạn cuối mùa 4, đầu mùa 5, giữa mùa 5, thậm chí là đầu mùa 6 và giữa mùa 6. Chúng ta thấy rất nhiều. Nhưng gần đây, chẳng qua chúng ta không lựa chọn thôi. Tôi không thấy con Tam Ken này bị yếu đi gì cả. Nó vẫn yếu nhất là một thứ, đó là giai đoạn đi đường. Hoàn toàn hợp lý. Chỉ mỗi giai đoạn đi đường mà thôi. Nhưng nếu nó đem lại sự bảo kê tuyệt vời cho những vị tướng xạ thủ của nó hay các thành viên bị động của đội hình, thì nó làm một cái gì đấy rất tốt. Rõ ràng thì SKT đã có sự chuẩn bị tốt hơn trong lượt cấm và chọn này, khi tôi không thấy sự đúng túng trong cách lựa chọn đội hình của họ. Và họ chuẩn bị rất là tốt. Khi Faker có được vị tướng mà Crow thi đấu cực kỳ ổn, đó là Victor. Tôi đang cảm giác nó giống như kiểu một sự răng bẫy vậy. Đúng vậy. SKT để hở ra Victor trong mọi trận đấu mà họ đối đầu với Samsung Galaxy. Cứ trận đấu này thôi, họ cấm cả Aurelion Sword nữa. Đúng. Khiến cho lượng tướng sử dụng của Crow ít đi. Chúng ta để ý đến Crow, anh ta có một pha sử dụng Cassiopeia trong trận đấu với Cloud9. Nếu tôi nhớ không lầm, chính xác trận là Cloud9. Đó là trận tứ kết với Cloud9. Cả khi anh chàng này có một pha một mình cân ba và hạ gục được một người, Alistar trong trận đấu đấy đã bị hạ gục trong một pha tấn công cùng với những người đồng đội của mình khu đường giữa, và nó chính xác là Cloud9. Cassiopeia thực sự đã được khóa lại. Nhìn vào kiểu đội hình, đó là lý do tại sao anh ta lựa chọn Tam Ken. Không lên được giày, không có giảm bớt điều ứng. Một vị tướng không bao giờ lên khăn giải thuật Cassiopeia. Thực sự cần sự hỗ trợ của Tam Ken trong tay của AJ. Ruler khu đường dưới, một kịch bản tương tự, nhưng lần này đã có những sự khác biệt. Tới với trận đấu chung kết, mọi thứ nó đã đổi khỏi cái giới hạn mà thông thường của một trận đấu chung kết, của tất cả những trận đấu từ trước đến giờ trong một cái chung kết thế giới lần này. Đó là Braum, đó là Tam Ken, những vị tướng cực kỳ ít khi được xuất hiện. Nhưng đến một cái thời điểm nào đấy, khi họ cảm giác cần được sự chắc chắn, họ sẽ đem ra lựa chọn nó. Không phải những con bài mỏng manh yếu đuối như Kakma, như Zyra hay Nami, mà lúc này là thời điểm của sự chắc chắn thôi. Nhìn vào gương mặt của các thành viên SKT cũng như huấn luyện viên Koma thì tôi chỉ có thể nói đến một điều thôi, đó là tôi cảm giác chỉ có một người đang giữ được sự tỉnh táo nhất, đó là huấn luyện viên. Còn 5 người chơi kia đang có một cái gì đó nặng nề, có một cái gì đó rất nặng nề. Tất cả những gương mặt của họ, tôi cũng không hiểu do cái ánh sáng
nó tạo ra những cái nét tối, những cái bóng trên khuôn mặt của họ, những cái vệt tối làm cho sự căng thẳng được đẩy lên đến mức cao độ. Tôi nghĩ rằng áp lực cũng đang là thứ khiến cho SKT có những cái vẻ mặt như vậy, trong khi chúng ta thấy rằng đó là sự rất thoải mái đến các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, đúng không? Samsung Galaxy, nếu như họ vượt được thì họ vượt qua được SKT thì họ có rất nhiều vinh quang và họ sẽ nhận được rất nhiều những lời tán thưởng. Nếu thực ra họ để thua thì họ cũng thua một đội đang ở trên một cái đà phong độ quá kinh khủng, đang là đương kim vô địch, rồi là vô địch thế giới 2 lần, và bây giờ họ vô địch lần thứ 3 thôi. Nên đối với SKT áp lực lớn hơn hẳn. SKT cần phải giữ được ngôi vương này. Họ là đội liên tục vượt qua được những cái kỷ lục, vẫn liên tục vượt qua được những cái thử thách lần này. Qua những bài phỏng vấn, qua tất cả những gì mà họ đã thể hiện, họ thực sự muốn một lần nữa vô địch cái chung kết thế giới lần này. Rõ ràng thì sau 2 trận đấu đầu tiên thì chúng ta muốn một trận chung kết thật sự nảy lửa và muốn cho Samsung, muốn cổ vũ cho Samsung. Nhưng khi mà trận đấu nó đến, cái cặp đầu đến với con số là 2 đều thì dường như mọi vấn đề về mặt tình cảm dành cho đội nào nó đang được giằng xé trong nội tâm của nhiều người, kể cả đó là, tôi nghĩ rằng đó là những fan trung lập hoặc là những fan muốn những trận đấu đẹp. Bởi vì cả Samsung bây giờ họ giành chiến thắng, rất nhiều những câu chuyện cổ tích được viết lên, đặc biệt đó là câu chuyện cổ tích của Ambition. Còn SKT thì họ sẽ có những câu chuyện vĩ đại về mặt chinh phục các chiến tích của ngôi đền Liên minh huyền thoại. Và tôi nghĩ rằng đến với một trận đấu thứ 5 này, chúng ta có lẽ sẽ tập trung cao độ thôi. Tất cả các bạn cũng như hai là bình luận viên của chúng tôi thì sẽ tập trung hết vào cái trận đấu này. Đầu tiên chúng ta cùng điểm về cái kiểu mua trang bị của cả hai đội tuyển. Không có nhiều sự khác biệt tới từ các thành viên của cả hai bên, thậm chí đến tiếng hỗ trợ cũng đang có những sự tương đồng. Chỉ là Olaf rất cần năng lượng mà thôi. Olaf rất cần năng lượng, bạn không mua bùa thợ săn, bạn sẽ không có đủ năng lượng để farm điểm then chốt. Có những sự khác biệt, nhưng nó hoàn toàn là những sự khác biệt rất chính xác dành cho từng vị tướng mà họ sở hữu, như Cassiopeia với phong ngôn chúc phúc, hay là Victor với kỹ chỉ thần sấm của mình. Có JJ, người chơi có một cái lượng tướng sử dụng ở vị trí hỗ trợ là rất nhiều và đa dạng. Thậm chí rằng tôi thường thấy những cái vị tướng dị trong cách lựa chọn vị tướng của anh chàng này. Thậm chí rằng ngay từ sớm, hai con mắt được cắm của Ruler và JJ dẫn đến một cái thời điểm ban đầu rất có thể là họ sẽ tập trung ăn con người đá sớm. Và dường như là như vậy. Và ở phía bên kia, cả Wolf và Bang cũng thế. Một đây không rồi. Phải là một trận đấu mà hai bên muốn ra đường thật sớm và đẩy lên. Thế đây có một điều nó cũng rất khác so với những cặp trận đấu, so với những trận đấu trước mà cả hai đội tuyển này chơi. Thế là những trận đấu trước họ có những con bài hỗ trợ rất mỏng manh, nên nếu như họ tốn thời gian để ăn người đá hay cóc tình tinh, máu phải bỏ ra là rất nhiều. Và chưa kể là những vị tướng hỗ trợ đó ra đường đẩy là nhanh hơn, là lợi hơn, tạo ra lợi thế tốt hơn. Rất đồng ý, rất đồng tình với điều này. Trong cái đấy trận đấu này thì đó là những vị tướng kiểu khác, đó là những con bài chống chịu, hỗ trợ ăn người đá rất thoải mái, tương đối nhanh. Và khi ra đường thì thằng nào cũng không có thế đẩy, mà chỉ là farm cân bằng đẩy với nhau này. Mà thôi. Đẩy thì ngay lập tức Ruler quyết định đẩy, nhưng Bang không hề kém cạnh. Và chúng ta có thể thấy rằng cái việc quan trọng trong vấn đề đẩy ở giai đoạn ban đầu là nó cần thiết đến như thế nào. Việc đẩy dẫn cho đối phương vào một cái thế là thu thiệt về mặt cấp độ. Rồi, lại là Faker, lại là kịch bản chú chim huyền thoại. Lần này thì chú chim không thể nào bị ăn trượt nữa rồi. Anh ta đã lựa chọn một góc độ nó dễ hơn để có thể ăn, và anh ta cũng đã bình tĩnh hơn với cái cách để tiến vào với con chim quỷ biến dị của mình. Khu vực đường giữa, cái thế đẩy đã thuộc về Faker, hoặc Crowd đang cố tình để đối phương ép đường cao hơn. Crowd đang tiến lên, đó là một tình huống nguy hiểm, rất nguy hiểm với Faker. Đây, anh ta bị rồi. Dính chướng khí, anh ta sẽ bị dính rất nhiều sát thương. Anh ta có thể sẽ phải lên bảng điểm số, tôi tin là như vậy. Faker đang lách ra khỏi những tình huống chướng khí, anh ta bị dính chướng khí, anh ta làm choáng thành công lên đối phương. Khu và dưới có JJ bị tấn công và có chiến công đầu dành cho Braum của Wolf. Và Faker không bị hạ gục dù chỉ còn một tí xíu về lượng máu mà thôi. Điều đó dẫn đến sự bất ngờ chúng ta về khả năng xử lý của Crowd. Crowd là người hiểu rõ vị tướng Victor nhất. Và đương nhiên Faker cũng là một trong những người hiểu rõ cả hai vị tướng này nhất. Trong một kèo thi đấu như vậy mà Crowd có thể dẫn trước được. Đây rồi. Thời cơ đã đến, Ambition tiến ra rất nhanh chóng. Anh ta sẽ bị làm choáng lại phía bên trong chú, anh ta chỉ có tăng tốc mà thôi. Và đó sẽ là chiến công dành cho Faker, nhưng bùa lợi không thuộc về ai cả.
Bộ lợi không thuộc về ai cả, Benji ra cũng không được cái gì cả. Một pha vòng ra đến từ Wolf và đây sẽ là một không có tốc biến. Đó đã là một tín hiệu được thông báo. Một pha gành, sure gành, rất là chắc chắn có thành viên đội tuyển SKT. Họ có gạc lại chỉ với một pha di chuyển thông minh và một vài những yếu tố về mặt thông tin truyền tải hơi chậm. Rõ ràng có một con mắt ở ngay khu vực sông, tôi không hiểu tại sao Wolf có thể vượt qua nó mà không gặp phải những pha phát hiện bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Đây là một pha mà băng trụ, một quyết định băng trụ đem đến lợi thế khu vực đứng giữa cho Crown. Nhưng đây. Hóa ra là Wolf đi rất kín. Đi một con đường quá kín để có thể áp sát vào Crown. Con đường đó nếu như nhìn vào con mắt kia, nó chỉ hiện ra tầm nhìn trong một khoảnh khắc nho nhỏ. Nếu như để có thể thuật lại thì nó chỉ khoảng một giây thôi. Và một giây đó thì ở cái thời điểm này Samsung Galaxy không phải ai cũng đủ tỉnh táo. Và chưa kể là nó cũng là một thời điểm hơi muộn rồi. Cấp độ 5 tiến ra hỏi thăm Faker, cấp độ 3 thêm một lần nữa, hai dìu vào mặt. Cấp độ 4 của Faker tiếp tục bị ăn những tình huống nanh độc, rất đau. Bị hỏi thăm hơi nhiều, hơi khó chịu. Còn Bengi hơi khác so với thông thường một chút xíu. Anh ta đang dành khoảng thời gian của mình để đi tranh cướp phần rừng của Ambition. Anh ta đang bị thua thiệt về lượng kinh nghiệm, về lượng quái vật rừng kiếm được so với những gì mà Olaf có. Anh ta cần phải gỡ gạc, đó là điều cần thiết. Nhưng có lẽ cũng đã đến thời điểm mà anh ta cần phải hỗ trợ cho khu đứng giữa để Faker cảm thấy dễ thở hơn trước carry đầu với Cassiopeia này. Crown đang chứng tỏ ở chúng ta anh ta rất kinh khủng. Anh ta là một người chơi đứng giữa đẳng cấp vô cùng cao. F farm Faker 28 so với 20. Đôi lúc cần phải những cái người chơi trẻ tuổi như thế này, những người chơi mà có thừa sự hổ báo, thậm chí rằng hổ báo hơn cả Faker. Faker nổi tiếng với sự hổ báo, với sự liều lĩnh trong những pha xử lý của mình. Những người chơi khi đối đầu với Faker thì thường nói rằng anh ta có một khả năng khó chịu hơn bình thường. Đấy là anh ta giả vờ gây áp lực như người đi rừng đang có mặt ở đấy. Có lẽ bây giờ đó là điều mà Crown đang làm được. Anh ta liên tục chủ động có những pha tấn công và đẩy cao lên khiến cho Faker lập tức phải lùi về. Nó gọi là lừa. Nếu như mà một thuật ngữ bằng tôi nghĩ rằng cái từ lừa nó cũng không thể phát huy hết được kiểu bluff. Lừa cho đối phương là có những người đi rừng của mình ở gần đấy, những đối thủ của mình ở gần đấy. Và thật ra thì không hề có. Và đôi lúc với cái áp lực tạo ra như vậy, nó dẫn đến lợi thế dành cho chính anh chàng Crown này. Khu vực đường trên hoàn toàn có thể là một pha gank cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Emerson quyết định là không, bởi vì anh ta đang nhìn thấy, anh ta đang ping vào Benji. Benji vừa phá con mắt và đây có thể là một pha phản gank cực kỳ đẹp mắt. Họ biết Benji đang ở đây. Nhưng đó là một tình huống dìu trượt và pha bầu củi chuẩn xác, dành rất nhiều sự quan tâm xoay quanh khu vực đường giữa, bởi vì đó là điều mà Ambition đã tâm huyết và làm từ đầu trận cho đến bây giờ, gây ra thêm những áp lực vào Faker và tạo thêm những khoảng trống để cho Crown dễ chơi hơn. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tự nhiên Faker bây giờ đã ngang về lượng chỉ số lính so với những gì mà Crown có, đến tôi cũng hơi bất ngờ. Dù sao thì khả năng farm của Faker kể cả là trong trụ thì tôi thấy rằng hiếm lắm khi mà thấy Faker mid đến 2 chỉ số lính. Một phát hiện tầm nhìn tốt, một cái ưng tiến bay từ khu đường dưới ra bộ lợi xanh, đủ để khiến cho các thành viên đội tuyển SKT nắm được những thông tin quan trọng về việc có mặt của người đi rừng và đường giữa của đối phương đang ở đâu. Như vậy là tạm thời trong ít nhất là một phút đồng hồ nữa thì SKT đường dưới sẽ không gặp phải những sự uy hiếp tới từ Ambition. Còn khu đường trên này thì vẫn là kèo đối đầu quen thuộc, Đúc đang tỏ ra mình là người đây là một thế. Tình huống Ambition đang bị tấn công một chút xíu, chỉ là một chút xíu thôi, bổ ngược ngay trở lại Faker đang bảo vệ cho Benji. Ở trong meta đi rừng hiện tại thì những người đi được giữa phải bảo vệ cho người đi rừng mỗi lần người đi rừng đi làm như vậy thì xâm lăng sang rừng của đối phương. Đó là điều tối quan trọng. Bùa lợi đỏ đang được ăn rất nhanh. Có một con mắt cắm vào và Ambition biết điều này. Anh ta quay sang với con chim quỷ biến dị để nó chắc chắn. Và Kra cũng đang tiến vào đây. Nhưng ăn bùa đỏ rất liều lĩnh. Benji có thể phải trả giá. Anh ta cắm mắt ra phía bên ngoài, anh ta trừng phạt được con bùa đỏ, anh ta lướt ra, có tăng tốc, có nét vẽ trên trong, nó trượt sang có tử thần. Chắc chắn nó sẽ điểm hạ gục, và nó dành cho Crown hay chẳng? Nó dành cho Ruler. Bởi vì đó là bùa đỏ. Tôi nghĩ rằng đó là một tình huống mà Crown hoàn toàn có thể tốc biến lên ăn, nhưng anh ta biết rằng đấy sẽ là một tình huống phí phạm. Và cho Ruler bùa đỏ thì cái khu vực đường dưới sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Bây giờ áp lực đang được dành chiều cuối của có thể trở ra. Lại cho Bang. Chiều cuối của Ash chưa có. Crown khu đường giữa dính ngay một pha chiều cuối đến từ Faker, cấu đi một nửa lượng máu. Nhưng có lẽ đây là điều mà hoàn toàn Cassiopeia có thể gỡ gạc lại được.
Đang có mặt ở đây là Tam Ken, cấp độ 5. Anh ta vòng ra và Crow vẫn đang chơi hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ của mình. Trong khi đấy, pha vòng ra đến từ Wolf đã bị bắt bài bởi Ruler, và Ruler đã lùi sâu vào bên trong cái trụ một. Thế trận tôi đánh giá rằng vẫn đang hoàn toàn cân bằng đến từ cả hai đội tuyển. Và đây là một pha kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Kiểm soát tầm nhìn rất tốt và khéo léo. Có thể nói là cả Bang và Wolf đã ăn ý với nhau và cùng kêu gọi với cái tình huống kiểm soát tầm nhìn mà gần như họ biết chắc chắn là đối phương sẽ ở đó. Con trên chay vòng ra, cắm mắt thêm một lần nữa. Lúc này có Lee Sin ở gần đây, nhưng đại băng tiến của Bang hụt. Tôi không và hiểu. Con trên chay cứ thế mà lùi về. Tôi không hiểu lý do tại sao cái đại băng tiến trong pha thi đấu vừa rồi lại có thể hụt được kiểu như vậy nữa, kể cả là gây thêm một đòn bắn nữa để đối phương làm choáng và tung ra đại băng tiến cũng được. Nhưng Bang dường như đang hơi vội. Tôi không biết rằng đó có phải là yếu tố tâm lý mà Izumin đề cập tới trên khuôn mặt, trên cái một phần nào đấy sự phỏng đoán của chúng ta hay không. Nhưng tôi hy vọng là không phải, vì đây là trận đấu thứ 5, cần sự tỉnh táo của tất cả các thành viên để cho trận đấu này hay nhất, hấp dẫn nhất có thể. 75 so với 72 chỉ số lính, đường giữa vẫn đang rất cân bằng đến từ cả hai người chơi. Emerson vẫn đang đi cướp rừng, anh ta có một lượng cấp độ phải nói là vượt trội hơn. Anh ta cướp những cái bãi mà mình đã từng cướp, điều đó dẫn đến cái sự vượt trội về mặt kinh nghiệm của anh ta đang có. Bởi vì nếu như những bạn nào mà không biết thì những bãi rừng nó cũng có cấp độ của riêng nó theo những cấp độ người chơi ở trên bản đồ, và đấy là nó sẽ chỉ đúng khi mà bãi đó là bãi vừa mới hồi lại. Và đấy là lý do tại sao những người đi rừng thường xuyên cố gắng ăn liên tục những cái bãi hồi lại liên tục để cho họ có tối đa về mặt kinh nghiệm là tốt nhất so với cả người đi rừng của đối phương. Đấy là lý do tại sao chúng ta thấy được nhiều những trường hợp những người đi rừng có cấp độ rất là cao. Lee Sin lao thẳng vào, nhưng đơn giản đó chỉ là hỏi thăm và cấu máu mà thôi. Cấu được hơn nửa máu của Crow. Crow hồi lại rất nhanh với thật. Những tình huống sử dụng nanh độc hạ gục mục tiêu sau khi sử dụng những pha quỳ liên tục của mình. Crow quay trở lại khu đường giữa với bình máu ăn theo, thì có lẽ là anh ta đã hồi phục đầy rồi. Và đây là thời điểm Faker lùi về nhà, chắc là chỉ đủ được cái giây thôi. Không, hay là đủ được cái lõi công nghệ cấp độ 2. Mọi thứ đang được tiến hành một cách chậm rãi đến từ những người đi rừng. Họ chỉ kiểm soát theo một cách từ từ. Nhìn thấy rồi nhá. Thôi xong, đã trừng phạt nhá. Bengi vẫn giữ lại được, nhưng nhìn vào lượng kinh nghiệm, một người sắp lên 9 là Ambition và một người 8 vừa mới lên 8 mà thôi là Benji. Anh ta đang kém rất nhiều kinh nghiệm đây. Cần phải biết điều này, và đây là pha chiêu cuối vào phía sau lưng. Du Hoàng Thủy Vực rất đẹp nuốt thành công được Beng. Chắc chắn Beng sẽ phải nằm xuống, nhưng tôi tin rằng hơn thế nữa, Wup là người tiếp theo bị hạ gục trong pha giao tranh này bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Sát thương là rất tốt bởi vì đó là chất tướng Olaf. Và phải nói rằng Emerson cũng có một pha xử lý rất khéo léo khi ném dìu quá xa, anh ta chạy ra nhặt dìu và quay ngược trở lại ném. Tôi cảm giác rằng nếu như trong cái pha thi đấu bình thường thì chỉ việc cứ đơn giản ra dí thôi, cái gì phải làm quá màu mè làm gì cả. Nhưng cứ màu mè như thế là tốt. Bảo vệ đường giữa là QV và tranh thủ lấy luôn đường dưới với chất tướng Olaf, càng mất nhiều máu càng chém nhanh. Đấy, lý do tại sao bây giờ bổ. Vậy là tiền sẽ chênh lệch rất lớn, bởi vì đây là cái trụ đầu tiên trong trận đấu và nó được ăn bởi Samsung Galaxy. Lương tiền cộng thêm cực kỳ nhiều, 21.000 tiền, 2.000 tiền dẫn hơn so với SKT trong trận đấu thứ 5 của cặp bọn năm này. Trận đấu chung kết đang thực sự trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Du Hoàng Thủy Vực bay ra ngay sau lưng hai thành viên của SKT và Ben không thoát ra khỏi được cái dạ dày của CoDJ, nằm xuống trong sự bất lực. Và thậm chí là CoDJ đã bật cái lớp da dày của mình lên. Đây là chất tướng có khả năng băng trụ rất tốt, và phải nói là cách đánh của họ tạo ra sự bất ngờ. Nó không giống như thông thường. Thông thường thì sẽ chỉ là đẩy lính và ép vào đằng sau và băng trụ. Nhưng đây là băng khi đối phương đang cố gắng farm những con lính ở giữa khu vực sông. Thì nó là một cái pha thi đấu mà có lẽ là Bang và Wolf cũng không ngờ đến được. Và thậm chí là có ngờ đến được cũng không làm gì được, bởi vì họ đã set up quá tốt. Crow đã di chuyển vòng, và cũng cái thời điểm đó anh ta bật cái tăng tốc của mình lên, đang di chuyển xuống cục đường rất là nhanh. Tôi tưởng rằng Benji sẽ phải tiếp tục nhường bộ đội đỏ này, như vậy là anh ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều trong một trận đấu khó khăn. Nhưng không, nó đã có đổi đường lại, và nó đơn giản chỉ là ad hỗ trợ cho Benji. Tôi yêu những trận đấu thế này, tôi yêu những trận đấu có những cái pha đổi đường kiểu thế này. Nó dẫn đến cái giai đoạn là đi đường bị phá vỡ rất nhanh, sớm, dẫn đến giao tranh là rất nhiều. Khu đường dưới vẫn là kéo đầu giữa Đức và QB, và Đức vẫn đang có một phần nào đấy thất thế hơn so với Poppy của QB trong những pha trao đổi thức nhẹ nhẹ. Áo choàng lửa đã được hoàn thành xong. Tiếp theo có lẽ sẽ là cái team băng đang được hướng tới,
về người chơi đường trên của Samsung Galaxy. Và Wolf vòng từ phía sau lưng tay đôi với Coi Jay, anh ta có thêm cả Benji tới, nhưng Olaf đang tới rất gần và Faker cũng đang ở ngay gần đây. Pha đá ngược ra vị trí của Faker, đó là điểm mà cũng dành cho Faker, và pha dịch chuyển lên tới từ Đúc, nó được bỏ đi, không, nó bị cản lại. Bỏ. Tầm này thì wow, thậm chí rồi một pha mà có cho kẹo, tôi nghĩ rằng có cho kẹo thì Ruler cũng không dám tiếp tục đứng đấy và bắn lớn như pha chiều cuối của mình, đúng không? Đúng như vậy, còn Tam Ken thì nằm lè lưỡi ở kia trên bảng điểm số. Và Kuvi tận dụng được thời gian rất tốt, khoảng trống khi mà Đúc đã phải dịch chuyển đi để đẩy, chắc là chỉ đến một nửa máu mà thôi. Một nửa máu là căng với chất tướng như thế này. Hóa ra là vẫn dịch chuyển xuống tới nơi. Tôi cứ nghĩ rằng đó đã là một tình huống bị cản lại bởi QV đến từ Đúc, nhưng không phải. Đúc vẫn tiến lên khu đường trên, điều đấy khiến chúng ta mất một chút xíu những lợi thế ở khu vực đường dưới này. Tuy nhiên, lợi thế tổng đã được đem về dành cho SKT khi họ lấy được cái trụ cột ở khu đường trên, và bỗng dưng lượng tiền lại cân bằng. Bỗng dưng lượng tiền lại được cân bằng. Faker đang không có khả năng tái đồ tốt với Crown, bởi vì thứ nhất là anh ta thua ở mặt cấp độ. Và kể cả bây giờ ngang mặt cấp độ thì chúng ta phải nói về mặt trang bị, thì một trang bị tấn công so với một trang bị nửa tấn công được phòng thủ như gậy đầu lâu kia sẽ không thể nào mà thực sự có được lợi thế được. Crown đang làm rất tốt cái vai trò gây áp lực của mình. Đây là một vị tướng phải gây áp lực được ở đường, bởi nếu như không gây được áp lực ở đường thì sẽ bị giảm mất 50% sức mạnh của vị tướng này. Ba sẽ cần câu kéo thêm một khoảng thời gian dài nữa cho đến khi mà Cassiopeia thị uy được toàn bộ sức mạnh của mình. Benji vẫn đang bị Samsung Galaxy kiểm soát rất tốt những phần rừng. Như đã nói, đó là cơ hội của Ambition. Ambition vẫn đang tranh thủ, vẫn đang tận dụng nó. Chiều cuối đạn bằng tiễn chúng, Ruler không còn cách nào để chơi, đó để mà cục dành cho Ben hay chăng? Không. Nhưng đó là tốc biến để thoát đi đến từ Ruler. Và đây là một pha hoàn toàn có thể dùng dung ngoạn thủy vực vòng ra đằng sau, nhưng không. Nên nhớ rằng để có thể dùng dung ngoạn thủy vực thì phải đòi hỏi có thêm cả một người nữa. Ben đang bị tấn công, dung ngoạn thủy vực vòng ra đằng sau. Và Ben, thôi rồi, Lượm ơi, thôi chạy nhanh này, vài ấy á. Không có cách nào để thoát ra được. Điểm cuộc thuộc về ai mà thôi. Và nó thuộc về Ambition. Ambition đang cố gắng nhường cho đồng đội của mình bằng cách là để cho lửa tử thần đốt. Nhưng vấn đề là anh ta có giáp lửa đến từ cái quỷ lửa kia. Thì vì anh ta áp sát là coi như vô nghĩa rồi, đúng không? Thì đúng, anh ta áp sát thôi, là anh ta đốt. Cái sát thương mà anh ta ăn được điểm vào cục đó, sát thương đốt. Trụ thứ nhất khu vực đường dưới bị tấn công bởi Đúc. Trụ đầu tiên khu vực đường trên sẽ bị cả Ambition và cả Ruler lấy nó đi sớm thôi. Tôi tin là như vậy. Nhưng con rồng thì đang được này. SKT ăn. Đó là con rồng đầu tiên trong trận đấu này, con rồng gió. Nãy giờ thì trong những trận đấu mà giành chiến thắng, Samsung Galaxy kiểm soát rồng rất tốt từ đầu chí cuối. Ở trận đấu này, con rồng đầu tiên họ đã bỏ qua cho SKT khi họ đang nắm được nhiều hơn những lợi thế về việc di chuyển trên bản đồ và kiểm soát những lợi thế. Cấp độ 11 tại thời điểm phút thứ 16 của một người đi rừng ngang so với những người chơi đi đường. Trong khi đấy, Benji mới chỉ ở cấp độ 9 mà thôi, và đang có thêm những pha hỏi thăm xuống khu đường dưới đến từ Benji. Và QB đang cố gắng thoát đi khá thông minh nhưng chưa đủ. Chưa đủ, làm rất tốt nhưng mà các thành viên bên phía SKT rất tiếc cho một cái điểm hạ gục mà họ quá đơn giản để có thể lấy đi khi không còn đủ các thành viên bảo vệ cho QV. QV đã làm rất tốt rồi nhưng chưa đủ. Faker đứng giữa vẫn như thường lệ, khả năng farm của anh ta vẫn luôn là vượt trội. Crown bị tấn công và rất có thể đây rồi. Đó là lý do tại sao họ lựa chọn Tam Ken bật một tí coi như thông thạo biểu tượng của đội lên cho các bạn biết rằng tôi là một người chơi có kỹ năng. Hình như có một vài người là họ dùng thêm cái nút tắt là trùng luôn. Kiểu như là dùng kỹ năng gì là ra luôn cái thông thạo đội. Chính xác. Tôi nhớ không lầm là như thế. Hoàn toàn có thể là như vậy. Đó là trong phần hiển thị mà, nên là họ muốn là họ làm thôi. Cho nên là thỉnh thoảng trong một vài những cái tình huống thì chúng ta thấy cái kiểu họ cũng bật liên tục, chúng ta khó chịu, nhưng không phải. Và Faker lần này phải nằm xuống. Không. Rất nhanh chóng. Vừa rồi thì Ash không có ý định đỡ, nhưng sau tình huống đầu tiên Faker né thành công được. Tôi có thể nói là cái sự bình tĩnh của Faker, tôi cảm giác là luôn luôn bất ngờ đấy. Luôn luôn làm cho chúng ta bất ngờ. Sự bình tĩnh của anh ta trong những cái pha mà thường như chúng ta là sẽ tốc biến ngay từ cái pha bắn đầu tiên rồi. Hoàn toàn đồng ý. Cho nó đỡ nguy hiểm. Nó thực sự là một áp lực rất lớn được tạo ra bởi cái sân khấu tử thần của Jin.
Và đúng, nếu như là tôi chắc chắn tôi sẽ tốc biến trong lần đầu tiên, thậm chí bật cả tăng tốc để sẵn sàng né những pha thi đấu, bật cái tốc hành để né cho những pha thi đấu tiếp theo, để cho những pha đạn tiếp theo nó dễ dàng hơn. Cây đê của Jin đang thực sự tuyệt vời. Anh ta đang có những cái mảnh để hướng tới được cái dại kiếm Drakta. Ash mới chỉ hoàn thành được trang bị đầu tiên là cái lợi hại linh hồn mà thôi. Benji và Wolf đi với nhau, di chuyển với nhau. Lâu rồi tôi mới thấy cái kiểu di chuyển kiểu như thế này. Đó là dừng và hỗ trợ đi cùng nhau rất nhiều để lấy đi được những cái thứ lợi của đối phương. Ambition vẫn không để cho đối phương vượt qua mình về mặt cấp độ, thậm chí đuổi kịp với mình về mặt cấp độ khi đã đạt được cấp độ 12. Benji đang muốn vòng ra. Họ biết, họ đã biết rồi, họ có đủ thông tin về việc là hai thành viên của SKT đang vòng ra từ trong phần rừng của mình khi họ cắm một con bùa mắt tím ở ngay đây mà thôi. Lý sĩ phát hiện ra đối phương đang ăn con người đá nhưng anh ta không mạo hiểm lao vào cướp. Thực ra nếu là tôi sẽ lao vào cướp bởi vì có thêm một Faker đang ở gần đấy cơ mà. Nhưng anh ta chơi rất an toàn, quay ngược trở lại với mục tiêu sợ là cố gắng kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Anh ta sợ biết đâu đấy là có một pha hút ngay vào tường và Ambition xuất hiện, hay là Ruler cũng ở quanh đó thực hiện một cú chiêu cuối, thì biết đâu mình sẽ phải lên bảng điểm số. Sứ giả Kenneth đã trở về với hư không và bây giờ sẽ là cái thời điểm trận đấu trở nên căng thẳng nhất. Ở phút thứ 20 của trận đấu thứ 5 giữa Samsung Galaxy và SKT thì chúng ta đang thấy một tỷ số về tiền là cực kỳ cân bằng nhau. Về trụ SKT hơn một trụ, nó dẫn đến cái lượng tiền họ hơn đối phương là khoảng 500 tiền mà thôi. Nhưng với những người xem Liên Minh Huyền Thoại như chúng ta thì đều biết rằng con số đó không hề ảnh hưởng gì đến trận đấu này cả. Hoàn toàn đồng ý. Đúng, nó cũng chỉ tranh một chút xíu tiền mà thôi. Cái tiền này sở hữu có được là do lượng farm rất ổn tới từ Olaf so với Lee Sin. Bởi vì sự chênh lệch giữa hai xạ thủ thì cũng đã được gỡ lại bởi hai người chơi khu đứng trên rồi. Olaf và Lee Sin đang là khoảng cách chênh lệch có lẽ là lớn. Không, chắc không phải lớn nhất. Hai xạ thủ mới là đang là khoảng cách chênh lệch lớn nhất trong trận đấu này. Nhưng đem lại cái sự lợi thế thì tôi nghĩ rằng đó là vai trò người đi rừng giữa Ambition và Benji. Một trong những vấn đề quan trọng nhất của SKT trong trận đấu này thì chính họ mới là người phải đưa trận đấu kéo dài, khi mà lượng sát thương liên tục của Bang và Faker trở nên là bá đạo hơn khi đạt đầy đủ lượng trang bị. Có đúng hay không? Bởi vì trong trận đấu này tôi thấy rằng là xét về vai trò tướng hỗ trợ là ngang nhau, nhưng đi rừng Ambition hơn và tướng đường giữa thì cũng chưa chắc là Faker với chất tướng Victor đã mạnh hơn so với Cassiopeia. Theo những gì mà tôi đánh giá thì rõ ràng bây giờ Olaf là một vị tướng rất mạnh. Olaf rất mạnh trong cái thời điểm này, nhưng chỉ cần một giây lát nữa thôi thì Olaf sẽ gặp khó khi không đủ lượng chống chịu trước cái nguồn sát thương của đối phương. Bởi vì Olaf bây giờ là chống chịu đối phương gần như không thể nào tiêu diệt được một cách dễ dàng, phải mất rất nhiều thứ mới có thể hạ gục được. Nhưng về sau thì cần những đòn bắn là một kỹ năng quy của Faker thôi là xong. Sẽ có insect không? Tôi không tin. Nhưng anh ta nói rằng là có một pha bay vào chỉ để đá văng Ruler ra sát thương dồn vào Koi là không đủ sức. Gấu thần dựng lên và Brom đang là người chặn và Đúc là người tiếp theo. Faker né liên tục và những viên đạn trượt liên tiếp tới từ Ruler. Vẫn đang rất căng thẳng, hàng loạt những pha tổ chức giao tranh nhưng hàng loạt những tình huống thoát thân là thành công của cả 10 tuyển thủ Hàn Quốc. Có thể nói là một thế trận đang được dâng lên bởi hai người đi rừng. Từ hỗ trợ thì tôi cảm thấy rằng CoJJ đang tập trung vào cái nhiệm vụ bảo kê hơn. Anh ta không tập trung ra đi kiểm soát tầm nhìn như những gì Wolf và Benji cùng làm. Không dám phá luôn. Thậm chí là không dám phá luôn khi có hai người ở đây và chỉ có một mình Ambition phía bên kia. Anh ta cần đôi rất trâu với từng kia những cái món trang bị chống chịu đang cầm trên người. Lee Sin cũng đã hoàn thành xong rồi cho mình cái giáp liệt sĩ. Nhìn về tương quan lượng trang bị có lẽ chỉ chênh nhau một chút xíu mà thôi giữa Benji và Ambition. Nhưng về mặt kinh nghiệm thì tôi tin rằng Ambition vẫn đang là người dẫn trước. Anh ta gần lên được cấp độ 13 rồi. Và một pha tấn công vào Faker khu vực đứng giữa này tốc biến lên combo nhưng không đủ sát thương. Chắc chắn là không thể nào đủ. Ruler đầu tư cả hai phép bổ trợ để thoát vẫn đi. Tiếp tục đuổi theo tấn công Đúc và Đúc ngay lập tức phải dùng đi cái tốc biến của mình. Chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức đại băng tiễn được tung ra và cú chó chói vào Wolf. Và Wolf không có quá nhiều thứ để có thể bỏ chạy, nhưng đấy là tốc biến lên của QV. Và Wolf tí nữa phải lên bảng điểm số, anh ta cũng không thể nào mà ở lại được. Và thôi, đành nhìn cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa bị phá hủy. Samsung Galaxy một lần nữa vươn lên trong trận đấu này. Rất tuyệt vời, họ chấp được những thời cơ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Con bài Tamken đang khiến cho SKT gặp vô vàn nhiều khó khăn. Bang chưa đủ, Bang vẫn chưa đủ được. Những pha đại băng tiên của anh ta chưa đạt được độ chuẩn xác cao như những gì Prey có thể làm.
đúng là như vậy. Nếu như xét về riêng cái chất tướng đó thôi. Đây, nào là Benji. Rất bình tĩnh. Đó là một pha mà tính toán nhờ sát thương đến từ Ruler, nhưng Benji cũng nói thank you. Anh ta nhờ sát thương rất khéo léo. Trong đấy Faker cú đứng giữa này thì dẫm mấy cái cạm bẫy rất tuyệt vời. Anh ta không có cơ hội nào để thoát thân được cả. Đúc có lẽ nên bỏ và dịch chuyển này và thoát về nhanh hơn, nhưng anh ta không làm như vậy. Và chiều cuối đến từ Ben đạt được một cái vị trí cũng không phải là quá tuyệt để có thể giữ chân các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, tiến tới hạ gục thành công được Đúc. Ở thời điểm hiện tại, Ground đang rất xanh. Ground đang rất xanh với cái lượng trang bị mà anh ta đang lên. Nếu như nhìn về so với Faker thì các bạn có thể đánh giá là tôi nghĩ rằng Faker về lượng tiền với cả Ground cũng sẽ là hơi ngang ngửa. Nhưng Ground có phần nào đó nhỉnh hơn, bởi vì chất tướng không phải mua giày mà lại còn lên được những cái trang bị cần thiết hơn so với cả Victor. Rồi Victor sẽ mạnh thì có thêm được cái song kiếm tay ương nữa. Nhưng Ground khi hoàn thành triệu Fireline thì anh ta đã đến mắc tầm của sức mạnh rồi. Khu vực đường dưới này cũng tiếp tục là những pha giao tranh giữa cả Trundle và cả Poppy. Và dừng lại, tôi tin rằng là mặc dù Poppy lời về lượng máu, nhưng Trundle vẫn lời về cái thế trận, bởi vì anh ta có thể hồi phục lại rất nhanh với kiểu trang bị mà anh ta đang mua cũng như nội tại mà chính bản thân Trundle sở hữu. Với hai bùa lợi dòng gió, các thành viên đội tuyển SKT đang phi như bay. Thực sự họ đang chạy rất nhanh. Và đây lại là một trận đấu nữa khi có hai dòng gió, nó sẽ gợi mở ra cho người chơi đường giữa hay là xạ thủ của SKT được phép bỏ đi những trang bị giày cho những món trang bị cuối cùng. Điều đó thực sự khá là tuyệt vời. Ambition bị giữ, nhưng đó là Ambition và sẽ không có bất cứ pha tấn công nguy hiểm. Thôi thôi, đỡ tốn máu và một nét vẽ chết chóc cũng không để làm điều gì ngoài cái vấn đề là câu máu cả. Ambition ra, áp lực của anh ta gây ra là rất lớn, tấn công vào Wolf liên tục phi ra những ồ rất đơn giản để có thể ép được pha nội long cước đến từ Benji. Rất đơn giản mà thôi, chỉ là những tình huống liên tục truy đuổi theo thể hiện độ lầy, độ khó chịu của mình với những tình huống ném dìu, đạt độ chuẩn xác cao, hack não tốt và trúng cả hai thành viên của SKT. Những áp lực của Emerson gây ra là rất lớn. Anh ta đang có lợi thế mà tâm lý. Tôi thấy cái trận đấu này anh ta thi đấu phải nói một cách là hết sức hào sảng. Có thể lao thẳng vào tấn công đối phương mà không hề quá e ngại. Thậm chí rằng kể cả đối phương có nhiều thành viên hơn ở đấy thì Emerson vẫn muốn tạo áp lực ra và đã khiến cho cả Benji và cả Wolf phải sợ hãi trong không ít lần. Tính đến cái pha thi đấu vừa rồi, ít nhất là hai lần Emerson đã làm được như vậy, ngăn không cho đối phương tiến đến cái phần sân sâu hơn, cái phần đất sâu hơn để cắm mắt. Trận đấu chung kết quả nhiên đúng với ý nghĩa chung kết của nó. Cả hai chung đội kết tuyển của chung kết. Cả hai đội tuyển đang rất chậm rãi, rất cẩn thận trong những bước di chuyển của mình. Họ đều muốn kéo đến cuối trận khi họ có những cái mẫu tướng để phục vụ cho điều này. Poppy lao vào và Benji rất nhanh với pha hộ thể để thoát ra khỏi được pha làm choáng đến từ xung phong của Poppy chỉ trong một tích tắc mà thôi. Vẫn đang kiểm soát tầm nhìn. Thôi, để cho Benji biến về. Ô, đang ping rất gắt ra cái hang Baron này. Nhưng QV phải đi cực kỳ khéo léo nếu như không muốn cái giáp lửa nó đốt vào con Baron. Và như đốt phát là, đến gần phát là bị đốt luôn đúng không? Nó sẽ khiến cho anh ta và người đồng đội bị tấn công bởi con Baron đúng không? Khi họ gây sát thương một chút xíu thôi vào con Baron. Khu đường dưới vẫn đang để cho mình Trundle đầy. Đó chính là điều mà SKT mong muốn. Có được một người chơi đi solo đường mạnh hơn so với đối phương, liên tục duy trì cái thế đẩy. Và nếu như đối phương có xuống để phòng ngự thì cũng sẽ bị ép sâu ở phần trong nhà của mình. Và rồi chờ đến một cái thời điểm mà QV là người bị dụ đi cái dịch chuyển trước. Đó chính là điều mà SKT đã thực hiện trong trận đấu thứ 2 hay thứ 3 gì đó. Đồ trong đạc, cặp trận này đồ đạc của Bang đang hết sức nghèo nàn. Nếu như nhìn sang Ruler thì Ruler đang có một tí xíu những lợi thế hơn, và thậm chí rằng không phải nói một tí nữa mà là khá nhiều những lợi thế hơn so với Bang. Thực ra nếu như để xem các chính xác, tôi tin rằng Ben đang cầm trong người một lượng tiền đấy. Bởi vì anh ta đứng từng này trang bị trong khoảng 3 phút đồng hồ hoặc tôi nghĩ hơn rồi. Khoảng 1.000 tiền. Khoảng 1.000 tiền hơn. Có lẽ là anh ta đang muốn hoàn thành luôn được cái vô cực kiếm. Trong khi đó thì nếu như Ruler hoàn thành, đấy, Ruler đã có được luôn cái cung xanh rồi, nỏ thần Dominic rồi, thì hoàn toàn giao tranh bây giờ thì Samsung Galaxy sẽ có lợi thế về mặt sát thương. Nếu như họ làm tốt, họ để được cho Ruler thoải mái. Nhưng đương nhiên là nếu như không để được cho Ruler thoải mái thì mọi chuyện nó sẽ rất là buồn rồi. Thực ra thì tôi cũng không rõ là họ có
lợi hơn về mặt sát thương gây ra trong giao tranh không, bởi vì tôi cũng thấy rằng Faker vừa mới hoàn thành xong thêm cho mình cái chuyện hư vô sau cái chuyện Valery Line, từng đấy trang bị nó thực sự là bút lượt trong những pha mà anh ta được gây sát thương. Trong khi đấy, nhìn về phía bên này đi, Crow đang muốn hướng tới gì đây? Nó sẽ là cái chuyện đại thiên sứ hay sẽ là cái chuyện hư vô trước? Anh ta còn quyền được lựa chọn cho đến tận 3 món trang bị nữa. Thật tuyệt vời khi bạn sở hữu Casiopeia khi đạt đến cấp độ tầm khoảng 13-15 và bây giờ đã là 16 rồi. Tốc độ di chuyển của bạn còn hơn một thanh niên đang cầm giày rồi. Đấy là cái mà anh đang muốn nói đến về cái mức độ lết của Casiopeia đúng không? Đúng cuối trận. Đó là cái lượng đồ có đến 6 món trang bị gây sát thương. Để nếu muốn lên, không cần phải lên giày, thì Casiopeia có thể... Không thể lên giày. Đúng, nghĩa là thật ra thì cũng không, câu nói của tôi cũng không sai. Và Casiopeia lại còn có một khả năng nữa, nếu như có đủ được cái lượng sức mạnh kỹ thuật thì tôi nghĩ rằng cái lượng sát thương dồn vào nó hơn hẳn một xạ thủ rất là nhiều. Thậm chí rằng điều đó nó bổ sung hoàn, bổ khuyết hoàn toàn cái điểm yếu của Ruler là không gây được sát thương liên tục. Ừ, thì đó, những kiểu đội hình này lựa chọn thường hay xoay quanh những yếu tố kiểu kiểu như vậy. Bức tường của Wolf tạo ra quá to để chắn đi tất cả những sát thương đến từ pha chiều cuối của Ruler. Coi như họ bỏ đi một chiều cuối trước thềm pha giao tranh ở khu vực hang rồng lửa này. SKT trận này đang kiểm soát được hai con rồng. Họ đang ấp ủ cho con rồng thứ 3. Họ đang giữ được Ambition lại. Đó sẽ là tận thế round rock của Ambition được bật lên. Chắc chắn là như vậy. Anh ta sẽ phải mất đi nó nếu như anh ta muốn giữ được tính mạng của mình. Nhưng anh ta đang câu giờ và cuối cùng thì cũng đã bật nó lên. Nhưng đó sẽ là con rồng dành cho SKT. Bỏ luôn, chặn được CoJJ và chiếu quay chúng vào Crow, nuốt được Crow ra CoJJ và tốc biến thoát đi. Đó, đó chính là lý do tại sao sự tồn tại của CoJJ là hợp lý trong trận đấu này. Có khu đường trên thì đang cần đúc về ASAP, càng sớm càng tốt. Càng sớm thì càng tốt. SKT đã chứng tỏ mình già dơ hơn sau pha tranh cướp rồng vừa rồi. Họ vẫn đang có một cái áp lực rất lớn. Faker vẫn đang xanh, phải nói là xanh. Lượng tiền của anh ta trong cái thoáng chốc tôi nhìn vừa nãy khi mà được bật lên thì là hơn một chút so với Crow. Và thực ra cái kiểu lên đồ này của Victor rất là hợp lý khi đối đầu với những người chơi Olaf. Bởi vì con bài Olaf khi lao vào với tân thế Ragnarok sẽ giảm bớt đi kháng phép rất nhiều, giáp kháng phép. Và đó là thời điểm để cho những pha sốc sát thương cực kỳ mạnh bởi Faker với những pha chuyển đổi năng lượng cũng như là tia chóc được tương tác một cách tối đa. Có những lúc đấy anh ta bỏ đi cái kỹ năng W của mình hoặc đặt nó ra cho tuyến sau để ngăn cản sự lao lên đến từ tuyến sau các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy mà thôi. Và sau đấy ta dồn thẳng kể cả là chiêu cuối và thẳng mặt Olaf. Tôi nghĩ rằng không có một chút xíu gì sai lầm cả. Đúng là như thế. Tôi nghĩ rằng cái thời điểm này thì có lẽ một kỹ năng mà không dùng cho Olaf đó là W thôi. Còn lại thì cứ dùng lên những vị tướng khác. Đây là một pha mở giao tranh đến từ Samsung Galaxy, nhưng thực sự không quá mãnh liệt và không có sự quyết tâm đến mức tối đa. Họ dường như chỉ muốn cấu máu thôi. Và thực ra thì khi mà biết rằng số kiếp của mình sẽ phải là giơ mặt ra để chịu những phần chiếu cuối đến từ Jin, thì một kịch bản rất dễ hiểu, đó là Wolf sẽ lên giáp, toàn giáp mà thôi. Anh ta đang muốn hướng tới gì đây? Theo như tôi nghĩ nó nên là cái thông đạo Zrot. Thật ra thì cái gì cũng được. Thậm chí là nếu như mà sợ mà mình phải lên bảng để số A đây, rất tỉnh tỉnh, rất quách tỉnh. Và đó là Bang với một tình huống ưng tiễn của mình. Và bây giờ Faker lao ra tấn công Ambition. Ambition bị hút về. Không sao cả, anh ta rất bình tĩnh. Anh ta chưa sử dụng chiêu cuối. Anh ta biết rằng đây chưa phải là thời điểm mà mình có thể gặp nguy hiểm về mặt tính mạng được, để mà phải sử dụng cú chiêu cuối một cách lãng xẹt như vậy. Đó là kinh nghiệm 3-0-3 với Jin. Ruler vẫn đang tiếp tục chứng tỏ trong tay mình Jin là vị tướng tủ, và màn thể hiện của anh ta là cực kỳ ấn tượng. Ash có vẻ như đang cố gắng nốt những lượng tiền cuối cùng để hoàn thành xong cho mình cái vô cực kiếm. Và đó có thể là lúc mà SKT muốn giao tranh với các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Một trận đấu khá tuyệt vời đúng không? Khi mà hai sự lựa chọn lao lên rất mạnh là Olaf thì tự làm yếu bản thân của mình với cú chiêu cuối để cho Ash bắn đau hơn. Còn sự lựa chọn khác là QV lao vào rất mạnh với giáp với kháng phép thì sẽ bị hút đi bởi Chando với những pha chinh phục của mình. Như vậy Ash có mục tiêu để bắn, đó là bất cứ một thứ gì đứng ngay trước mặt của anh ta. Đúng là như vậy, nhưng nếu như đó là Casiopeia với không hiệu ứng khống chế nào trên người à vậy thì bye thôi. Thì rất có thể là Ben sẽ nói lời tạm biệt với trận đấu này. Và lao xuống của Benji, vì anh ta biết anh ta còn đường lên rất dễ. Emerson hứng chịu lượng sát thương đến từ con Baron và sát thương đến từ các thành viên SKT, nhưng tất cả nó dường như là quá đơn giản với Olaf thì phải. Faker ngay lập tức bật cái tăng tốc của mình lên để làm gì? Và đó là một tình huống tấn công vào CoJ. Và ngay lập tức CoJ bị hút về, bị đá về, bị làm rất nhiều thứ trên người.
dịch chuyển đã bỏ, đó là thời điểm cho con Baron. Tôi tin là như vậy. Nhưng SKT không muốn. SKT đang tập trung ở xung quanh. Họ đang thực hiện, muốn thực hiện những pha đẩy, thực hiện những pha đi bắt bớ và ăn đi cái trụ của đối phương thì tốt hơn. Nhưng Ash đang ở một phương trời xa lạ. Và thôi. Thôi farm tầm này. Vô cực kiếm có rồi kìa. Tầm này chỉ farm thôi. Vì Ash tôi đánh giá là vẫn đang chưa đủ tốc độ bắn, chưa đủ cái khả năng gây sát thương trong giao tranh trước khi nhìn thấy được cả QV, cả Emerson lao vào. Thật ra tôi không nghĩ rằng Ash sẽ lên 100 bị gia tăng thêm tốc độ đánh tiếp theo. Tôi nghĩ là như vậy. Nó có thể là huyết kiếm, nó có thể là gì đấy, nhưng không phải là gương vô danh. Đúng không phải vậy. Là một món trang bị gia tăng thêm tốc độ đánh và chí mạng. Có thể thì có thể thay được cái câu nói của tôi, đó là việc Ash chưa đủ cái sát thương, nguồn sát thương theo thời gian cần thiết trong giao tranh. Thì bây giờ anh ta cần thêm một món trang bị, một là cung xanh với một cái tùy chọn lên, đó là nỏ thần Dominic hoặc là lời nhắc tử vong, tùy anh ta. Và thêm một món để sống sót nữa cũng được. Đó là đại bằng tiến. Và lại lần nữa, cứ giơ mặt ra chịu thay cho Coi AJ đi, vì Coi AJ sẽ cứu lại bạn mà thôi. Rất tuyệt vời đúng không? Họ cứ giơ mặt ra hứng cái mũi tên thay cho tướng hỗ trợ. Đây là Faker. Crowd đang bị tấn công, Crowd mất rất nhiều máu và liên tục bị đuổi bởi trường điện tử. Emerson bật chiêu cuối của mình bỏ chạy. Thời cơ là đây. SKT có được một thời cơ nhẹ nhẹ để thực hiện những pha kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baron, cũng như là ép đối phương vào giỏ. Nhưng Samsung Galaxy sẽ làm gì trước những pha thi đấu kiểu như này? Tầm nhìn không thể phá hủy của họ ở khu vực hang Baron là có. Họ hoàn toàn tự tin với điều này. Họ hoàn toàn tự tin với điều này rằng SKT sẽ không thể nào tiến vào và ăn đi con Baron của tôi được. SKT vòng lại phòng ngự khu đứng giữa, cần tìm một sai lầm tiếp theo. Chiêu cuối của Ash, 10 giây nữa có. Chuẩn bị hồi lại. 10 giây nữa là có. Đây là thời điểm hiếm hoi không có Wolf ở đây. Không, sao cả. Tôi đang chỉ nói đến là không có Wolf ở đây thôi. Nó mở ra những cái lợi thế. Nhưng bây giờ là lao vào là Benji. Benji đá ngược Emerson về. Vì Emerson không có cho mình. Benji bốc hơi rồi. Con chơi chơi là người tiếp theo. Nhưng QV kịp thời đã văng được Rom ra xa. Và Ash đang bắn. Nhưng Ben cũng không có đủ sát thương. Nó giống như gì Jimmy đã nói. Nó vẫn đang ở một mức độ hơi hạn chế về khả năng gây sát thương theo thời gian đến từ Ash. Thật ra thì với những cú tốc biến như vậy và với là một vị tướng như là Poppy, thì Ash có thêm hai trang bị gây sát thương nữa thì tôi nghĩ rằng vẫn không ăn thua sau pha thi đấu vừa rồi. Kiểu gì Poppy cũng chạy được thôi. Vấn đề là có muốn tiếp tục truy đuổi hay không. Wow. Ấy. Rất liều lĩnh. Và lần này tôi tin là anh ta sẽ phải trả giá. Đó sẽ liều lĩnh đến từ Ruler. Anh ta đã để cho người đồng đội của mình phải trả giá thay một quyết định hơi khó hiểu đến từ Ruler khi bật cái kiếm Mayomu để lao lên với vận tốc lao lên rất vậy. Dễ đoán lao lên kiểu như vậy thì bật tốc độ không cao. Xong rồi cái này thì ai cản đây. Đây Cassiopeia và Poppy đang tiến vào, tốc độ ăn con Baron là khá nhanh. Whoop đang cần phải cản cả hai người. Chơi Baron thuộc về các thành viên đội tuyển SKT. Họ lao lên đại băng tiến. Nó vẫn trúng vào Crowd từ phía bên kia bờ tường. Rom tốc biến lên làm chậm và có một tình huống chiêu cuối đẹp, nhưng Crowd nằm xuống là rồng ngàn tuổi dành cho SKT. Bước ngoặt của trận đấu nó đến từ thời điểm phút thứ 36 này. Và câu chuyện cổ tích có vẻ như sẽ chấm dứt từ đây khi ngay lập tức chúng ta thấy một thứ mà Faker vẫn thể hiện, đó là một phong độ đáng sợ trong những trận đấu quyết định. Anh ta từ nãy đến giờ gây sát thương nó quá tuyệt vời, gần như thay thế hoàn toàn cho Ben từ đầu trận đến cuối trận. Em dìu mất rồi, đến bây giờ nữa không có tốc biến luôn. Chắc chắn đó sẽ là con rồng ngàn tuổi dành cho SKT. Hai bùa lợi cùng lúc đến dành cho các thành viên đội tuyển SKT. Tiền bỗng dưng họ vươn lên dẫn trước rồi. Xem là vào tranh này, sát thương của Ash rất lớn. Game on Baron, pha đại bằng tiến thực sự là ảo diệu đến từ Bang. Và thực ra cũng phải nói rằng đó là pha tốc biến lỗi đến từ Ground. Hay là có thể tốc biến qua phía bên kia bờ tường được, nhưng ta không lựa chọn như vậy. Mình tốc biến dọc để rồi tiếp khó. Tục bị dính pha chiều cuối đấy. Hoặc là đó là một pha tốc biến đập mặt vào tường thì nó sẽ không theo được cái hướng dài như vậy. Nếu đấy là một pha tốc biến đập mặt vào tường thì nó không thể xa về phía đằng trước như vậy. Hoặc click chuột trượt. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Nói chung là đó là một pha mà lỗi đến từ Ground. Và lượng tiền nhỉnh hơn dành cho SKT lần thứ 3 trong trận đấu này. Ash lại hồi đại bằng tiến. Đó là sự đáng sợ khi bạn để cho Ash trong đội hình. Đặc biệt là khi mà cái kiểu lên trang bị như thế này nữa. Gần như bây giờ tất cả những người chơi Ash đều lựa chọn như thế này mà thôi. Thời gian hồi chiêu cả đống 30. Mà nếu như bạn thích có thể là 40%. Công phá nhà đối phương rất nhanh với Ash. Nếu như đủ được cái nội tại, 4 nội tại của chú Tâm Tiến đẩy nhanh lên, đang cố gắng lấy cho mình những điểm nội tại. Chỉ cần một tình huống che chắn tốt đến từ Brom thôi, Ash có thể
cấu đi một nửa máu của cái trụ. Nhưng rất nguy hiểm nhỉ, cực kỳ nguy hiểm. Đó là Faker khi anh ta giơ tấm thân của mình lên. Nếu anh ta bị dính một tình huống nét vẽ cho chóc, đó sẽ điểm hạ gục. Bởi vì đội hình của SKT không có Tam Ken và Wolf, giống như gì Zoomin dự đoán, nó không phải là cái thông đạo Zrot, mà nó là cái giáp thiên thần. Lao lên rất nhanh, Ben cố gắng bắn vào trụ nhưng anh ta mất đi cực kỳ nhiều máu, cần sự bảo kê của những người đồng đội của mình. Đúc lao ra với một pha thi đấu khá ổn bằng cái cọc băng của mình, và SKT cấu đi được 2/3 lượng máu của cái trụ thứ ba khu vực đường giữa của đối phương. Cái gì đấy nhở? Đó là một pha mà Wolf đứng lệch ra, và đúng lúc đó anh ta chịu ngay một nguồn sát thương rất lớn. SKT không chính thức mất đi cái đợt đẩy có bùa lợi rồng và cả Baron. Như vậy thì đấy là viên đạn thứ tư của ấy đúng không? Viên đạn thứ tư của Sơn Cấu Tử Thần. Tuy nhiên tôi thấy một lượng chí mạng lớn vậy, tôi cũng thắc mắc tại sao là viên đạn thứ tư. Viên đạn thứ tư anh ta để rất lâu, anh ta để ngắm một lúc thời gian dài, và bây giờ Đúc có thể mắc lỗi giống như trận đầu thứ tư nhưng không, có thể thôi, vừa có thể và thành sự thật xảy ra, nó cách nhau cả một cái quãng đường rất là dài. Crown và Ruler sẽ lùi về. Một lần nữa thì SKT lại lấy lại cái thế kiểm soát của mình. Bùa lợi Baron vẫn còn trên người, cho dù dòng già đã hết đi, nhưng họ vẫn có thể gây ra thêm những cáp lực. Đó là khu vực đường dưới khi Benji đang một mình đẩy ở đây. Đó là khu vực đường giữa khi Wolf đang cố gắng bảo kê cho Ben để cố gắng công kích vào cái trụ thứ ba nhà đối phương. Và một chút xíu khu vực đường trên khi đợt lính được đẩy lên bởi Duke cùng Faker. Họ lấy được vị trí, họ cố gắng cấu diểm máu mặt đối phương. Nhưng tôi tin rằng họ đang là những người cần phải lùi xem về. Xem Faker kìa, bỗng dưng mất một nửa lượng máu mà không hiểu lý do vì sao. Dù sao bây giờ thì Faker cũng đã là một trong những số ít người cán mốc đầy đủ trang bị. Wow, full đồ hoàn toàn hợp lý. Phút 40 trận đấu, việc người chơi đường giữa full đồ là điều thực ra cũng dễ hiểu mà thôi. Nhưng phía bên kia Kasupia còn mở hẳn một món trang bị nữa để có thể hướng tới, thậm chí là hai. Thôi lại câu thêm thời gian thôi, vì lúc này Đúc cũng đã full đồ rồi. Nhìn xem, nhìn Đúc xem. Đúc và Faker trở thành hai vị tướng, một chịu đòn cực kinh khủng và một sát thương cực kinh khủng. Bang thì chúng ta không thể nào mà không đề cao anh ta được. Anh ta là một người chơi xạ thủ quá tuyệt vời, là một trong những người chơi xạ thủ có KDA tốt nhất trong giải đấu từ trước đến nay, và cũng là một trong những xạ thủ chết ít nhất. Người chơi chết ít nhất đó là Forgiven, với tỷ lệ chết trung bình trong một trận đấu chỉ là 1. Còn Ben thì nhỉnh hơn 1 một tí, khoảng 1 phẩy mấy. Đó là những thông số tuyệt vời, đủ dành cho những người chơi xạ thủ rồi. Và điều đấy là làm tôi gợi nhớ tới cái giai đoạn đầu tiên của LCK mùa xuân năm 2016, khi mà KDA của Bang nó lên con số bao nhiêu không nhớ, không năm mấy mấy bảy mấy. Ngoài ra có một người chơi mà tôi rất ấn tượng đã từng lên được con số cao kinh khủng tầm khoảng 60-70 nữa, đấy là Martin của Snake. Đúng vậy, Martin của Snake cũng đã lên được một con số rất cao trong cái chuỗi thắng của Snake Esports ở giải LPL. Nhưng vấn đề đẳng cấp từ LPL đến chung kết thế giới đôi lúc nó là cả một quãng rất dài, và đặc biệt phải nói đến đấy là Ben, người chơi xạ thủ có lẽ anh ta đang là hình mẫu xạ thủ cho rất nhiều người chơi trên thế giới. Faker lại tiếp tục, anh ta đầy đủ lượng farm rồi, đầy đủ lượng trang bị của mình cần thiết rồi, bây giờ chỉ có một thứ thôi, đi quấy rối, liên tục đi quấy rối. Lượng sát thương rất lớn có thể được gây ra chỉ trong một tích tắc mà thôi đến từ Faker, làm các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy phải chao đảo. Con rồng ngàn tuổi tiếp theo còn khá lâu đấy, khá lâu nữa mới hồi lại. Nhưng con Baron thì chỉ còn 1 phút đồng hồ nữa mà thôi. SKT chưa làm gì được cụ thể cả trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đó là điểm mạnh của Samsung Galaxy, họ biết cách câu giờ, họ biết cách cầm chừng để cho Crown hoàn thành xong quyền trận liên xứ, là có thêm cả chuyện hư vô nữa. Tôi nghĩ rằng cầm chừng thêm một lúc nữa đi, mũ thủy ra Baron đi, thì lúc đấy là 800 số nghệ thuật, thậm chí còn đến đấy thôi. Chậu chỉ đến đấy thôi. 800 sức mạnh thuật đối với Cassiopeia. Hồi xưa thì nếu như lên đồ thế này là 1000 sức mạnh thuật rồi đấy. Cái thời điểm mà còn cộng phần trăm sức mạnh thuật ở cái nội tại. Nhưng bây giờ cái nội tại chuyển thành một cái nội tại mà cực kỳ buồn cho Cassiopeia. Tôi không nghĩ rằng nó là buồn. Đó là rắn không lên được dây. Rắn thì lên dây làm gì? Mặc dù trong liên minh thì có rất nhiều những vị tướng mà không dùng chân. Hoặc thậm chí là dùng nhiều hơn một chân.
Tại sao họ không mua được nhiều giày hơn? Và tại sao họ cũng không đi giày như Kasupia đúng không? Nếu chúng ta hỏi thì có hàng tá những câu hỏi cần phải hỏi khác nữa. Giống như kiểu tại sao xạ thủ lại cầm kiếm trong khi lại bắn cung, hoặc là xạ thủ cầm súng mà lại mua cực kiếm làm gì? Thì nó đôi lúc là những cái logic hơi khó hiểu, nhưng với những người chơi Liên Minh Huyền Thoại của chúng ta thì cũng đã biết nó như thế nào rồi. Emerson cùng với những người đồng đội bắt đầu lấy lại thế trận một chút, chỉ là một chút thôi. Tôi không đánh giá rằng đó sẽ là những sự thay đổi tích cực cho Samsung Galaxy. Họ vẫn đang trên con đường. Đấy chút cuối. Từ từ vẫn còn có thể bám đuổi theo. Nhưng cũng chỉ dừng lại đấy thôi. Họ cũng chỉ dừng lại mức độ là lấy đi chiêu cuối Tatera Rock của... Rất nhanh. Rất nhanh. Đó là Ash, đó thực sự là Ash và đó thực sự là con Baron dành cho SKT. Họ vòng ra tấn công vào Ambition. Bộ Ambition không còn chiều cuối. Ruler đang bị em góc vì Trundle phía bên kia đang chơi quá khó chịu. Và Olaf của Ambition sẽ phải nằm xuống người đầu tiên. Có lẽ đây là dấu chấm hết dành cho Samsung Galaxy. Bởi vì theo những gì mà tôi nhận định thì trong cái tình huống này, tình huống tiếp theo, gần như không có một cách nào mà Samsung Galaxy có thể phòng thủ được một cách thoải mái. Họ sẽ bị đẩy vào rất gắt sau tình huống tiếp theo. Đây sẽ là tình huống này khi mà Đúc cùng tham gia đợt đẩy, chứ Đúc không phải là một người rất tỉnh táo, không hề có bước di chuyển lỗi tới từ Faker. Anh ta không đi đường đấy, tôi không chọn một con đường mà tôi không có đủ tầm nhìn đi một con đường khác, thực vòng luôn. Anh ta vẫn có thể vòng ở đấy, anh ta biết ở trong đấy có người. Đó là sự khó chịu đến từ Faker. Câu kéo đủ thời gian, đường giữa rộng mở, tiếp tục sẽ làm vòng lên khu vực đỉnh trên khi đường lính đang đẩy lên rất cao rồi. SKT tiếp tục hướng tới việc lấy đi cái trụ bảo vệ nhà lính và nhà lính thứ hai trận đấu này. Benji lao vào rất sâu và buộc cho QV phải bật chiều cuối sự phán quyết, nhưng chỉ đơn giản chỉ là đấy đối phương. Bang suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi và anh ta phải lùi về. Crowd vẫn đang cố gắng nỉa những cái nanh độc của mình nhưng không thực sự ăn thua, và hai đường dành cho SKT. Wow. Có lẽ chúng ta đang dần dần hiện ra được nhà vô địch của chung kết thế giới mùa 6. Khi trận đấu thứ 5, SKT đang dẫn trước Samsung Galaxy với một tỷ số là 18 về mạng, khoảng 12.000 về lượng tiền. Và đặc biệt nhất đó là hai cái nhà lính và hai con Baron, một dòng ăn tuổi họ ăn được. Lại một lần nữa là câu chuyện đổi đồ. Đã đến thời điểm quá giàu rồi. Và Đúc đã đổi từ bàn tay băng giá thành tim băng, rồi sau đó thành khiên băng Raduin luôn. Quãng đường đi vòng hơi mệt. Và thậm chí là đổi dìu Maxa thành dìu đại Maxa đúng không? Rất nhiều thứ mà anh ta có thể cập nhật được sau những cái lần về như vừa rồi. Tiền bây giờ không phải là vấn đề. Đúng, vấn đề là Đúc đã có rất nhiều tiền. Đúng. Và Faker cũng thế, nhưng Faker thì lại có xu hướng là chả muốn đổi trang bị gì cả. Anh ta cứ giữ nguyên thế thôi. Khả năng lách léo của anh ta phụ thuộc rất nhiều vào cái giày. Anh ta cần nó. Còn ở Cassiopeia thì đó là cái... chắc chắn là không có giày, nó sẽ là mũ thủy đó. Đẩy lên, họ tập trung đẩy lên ở khu vực đường dưới. Khu vực đường trên Chandler vẫn đang gây áp lực. Áp lực là đủ để cho lính tràn vào. Trong cái khu vực đường dưới này, khi Brom và Lee Sin là những người hứng chịu thì còn lâu mới có cửa nào để cho các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy tận dụng sai lầm của đối phương. Faker vừa định one shot, anh ta định one shot QV, thậm chí đến cả QV luôn. Thậm chí đến cả QV mà còn bị one shot, nghĩa là ngay lập tức đi ra là lên bảng điểm số luôn. Nhưng Faker đã không làm được điều đó, nhưng anh ta cũng chứng tỏ được một điều, sức mạnh của mình đang là như thế nào. Tràn vào khu vực đường dưới, đại băng tiễn tung ra. Ambition chưa bật chiêu cuối của mình, bởi vì bây giờ chiêu cuối của anh ta bật lên ba đường là vô nghĩa. Ba đường dành cho SKT. Chúng ta đang càng ngày càng nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của nhà vô địch. Tuy nhiên, SKT không vượt qua được không có nghĩa là Samsung Galaxy không vượt được qua được cái chướng ngại ba đường này. Trong hai trận đấu trước, SKT đều để thua khi họ bị mất đi cả ba đường, nhưng trận đấu này liệu kéo về lâu về dài, Samsung Galaxy với Cassiopeia trong tay của Crown có thể làm được hay không? Tôi nghĩ rằng tầm này là Samsung Galaxy phải chọn một nước đi được ăn cả ngã về mò. Tầm này không còn gì để mất nữa, không còn gì để mất thì hãy vẫn còn hai cái trụ nhà chính và cái nhà chính. Ý tôi nói là đằng nào nếu như kéo dài nữa thì vẫn sẽ thua thôi. Thì tốt nhất đó là việc liều ăn nhiều. Tôi không biết câu này là của ông nào nói ra, nhưng nó cực kỳ hợp lý vào cái thời điểm hiện tại.
cứ liều đi, làm một pha kiểu như là dung họa thủy bóng ra đằng sau, sau đó có lên bảng điểm số cũng được. Thì nhưng cả ba thằng nào cũng thua đúng không? Nhưng mà nó để lại cho mọi người xem những sự thú vị. Sống là phải chết trong lòng một ít em cái gì đấy, tôi nhớ vài để lại một ít với non sông. Nhưng bây giờ thì Kuvi nên nhớ rằng cũng mềm như cọng bún khi đối đầu với cả Faker mà thôi. Hãy nhìn Faker với nguồn sát thương mà anh ta có thể gây ra hàng loạt sát thương. Crowd rất nhanh tay trong pha tốc biến để thoát ra khỏi pha insect, nhưng QV thì không được như vậy. Ben đã cùng anh ta. Và tiếp theo đó là Crowd và CoinJ và Ambition đã quáng lao vào. CoinJ bị tấn công ngay trong bể máu nhà mình. Chiều cuối bật lên, đúc hứng hết. Anh ta còn rất tinh thần đây, anh ta sẽ không ngại gì cả. Không có một vết bẩn nào có thể làm cho Trander vua bãi rác cảm thấy là mình bị bẩn hơn nữa cả. Vì ta bẩn hết mức rồi, nhưng bẩn như này thì hơi quá. Và đó là chiến thắng 3-2 dành cho SKT. Và đó là chức vô địch chung kết thế giới thêm một lần nữa cho đội tuyển SKT. Và họ đã bước lên ngôi đền của những